Ở đây lại lấy cái xe em khác đi, chỗ nó không có thật, nó không có thật. Để xem là tôi mới được. À đi đi. Ra. Bấm nút F á, nè, vậy là thằng này anh biết sao không? Cộng A nút EFI, E đấy, phải y đúng anh. rồi. Hồi nãy em làm cái xe dầu anh cũng vậy mà, em bấm Đây, F lại chạy lên, xong chạy ngược về. Đó. đấy. Ôi giời, anh niên như mày cột chất xanh. Ừ, mẹ mắc Cái cô này đất mới. xanh à? À, thật đấy. Phải liền. Để anh gọi cảnh sát tới xong bảo cảnh sát làm chứng cho vụ này. Không. Có. Chứ nó làm kiểu này nó lạm phát server hết. Bây giờ em bảo đơn giản thôi, một ngày nó kiếm 500 nghìn á, một đêm, quên, một đêm nó treo auto như này á, nó kiếm được 500 nghìn in game. Đó. Thì mỗi một ngày 500, 10 ngày nó có 5 mét rồi. Muốn ăn nhưng mà không muốn làm. Thằng này Lại không không phải phải là đi new bay, buy, anh đảm bảo mày thằng này không phải new buy. không phải đi bay. Thằng này là old buy, bởi vì sao phải biết, bởi vì cái này là cái macro. Cái này là cái macro nó cài phím, hiểu không? Cái phím gì nữa Cài phím tự động á. thanh niên đâu chắc cũng thấy như mình cái hút ra kia thế là tự tuôn quái đi các bạn. Đúng rồi, không thằng nào hút thằng này ra ngoài này đâm ra nó mới như này. Ôi Michael đã sợ. rồi Đây. Anh bây giờ anh lấy xe anh chạy kia đi. Đối tượng này đối tượng tôn này, cài phím này. Tôn hả? Ờ bây giờ Michael đúng nó không? Đây đây đúng anh rồi, sẽ tôn luôn gì. bây giờ lấy cái xe anh kia đi, tại vì nó cài ba phím. Phím F là lên xe đúng không? Phím Y với lại phím là E. Anh cứ lấy xe chạy kia là nó tôn, nó tự động nó tôn đây luôn. Anh lấy xe chỗ khác đi. Đấy, thấy không? Nó quay lại. Đấy. Anh làm chứng cho bọn em đó. Sao thằng Đức ở đây này? Chờ nó xuống đi, chờ nó. Lên xe khỏi luôn. Sẽ nhảy ra bây giờ này. Anh lên mà xem được. Tổng hài đấy chứ. Đây này này, anh nhìn này, anh nhìn này. À, là bạn này làm nhập dầu đúng không? Đúng rồi, là nhưng mà tụi em đẩy nó ra đây. À, này anh nhìn này, thấy đi. Đây, 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 thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Bây giờ đồng chí làm chứng cho tôi cái nhá, để tôi lấy xe tôi hút chết nó, không cho nó làm được. Thôi không cần hút đâu, mình sẽ gửi sự kiện lên cho mod về vấn đề sử dụng auto hotkey và ban luôn cái tài khoản này. Tôi biết rồi, nhưng mà ý tôi bảo là bây giờ đồng chí thử tưởng tượng xem, nếu như nó có hai ảo chẳng hạn, mỗi một đêm nó cày như này phải 500k in game đúng không? Mà 500k in game này nếu nó tuồn ra ngoài thì nó là tiền bẩn mà sinh ra lạm phát server. Và bây giờ tôi đang muốn là sáng mai thanh niên kia thức dậy ăn quả bưu bác sĩ 800 ngàn. Đồng chí thấy sao? Bây giờ chỉ cần đồng chí làm chứng thôi. Không được như vậy mấy cô ơi, tại vì nó đã vượt qua cái thẩm quyền của mình hiện tại rồi. Thì bây giờ vấn đề này á là nó về OC, thì bắt buộc những cái vấn đề OC phải gửi lên cho mod để mod xử lý, còn những vấn đề IC thì mình không em mới xử lý thôi. Thì ok, chứ bây giờ nếu mà ban nạp này thì họ cũng sẽ có khác, họ chơi họ cũng sẽ làm như vậy mà. Thì bây giờ Eratoda gửi clip lên cho bot đi, rồi mình sẽ gửi lên một cái clip nữa để cho chắc an là bạn đúng tôn chưa, này đúng tôn chưa là đang sử dụng tool đúng rồi. Keyboard để có thể là farm tiền đấy. Đó đó đó, chồng chuẩn bị leo lên xe kia ngồi rồi. Ổng ba phím là rồi chuẩn bị lên xe ngồi rồi.
Chỉ có spam phím F thì mới lo thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Có 3 nút mà. Sẽ bấm 3 nút. Em lại bị xích luôn rồi, em lại bị xích luôn rồi. Ôi chán nhỉ, mấy đinh đi đi chơi chán này. Gửi clip lên cho mod nha. Ok rồi, rồi ok. Cảm ơn rồi. Bạn là đã dậu này tới nha. Biết sao không? Tụi em định giết nó cho nó tốn tiền bill chơi mà sợ bị đi non rồi bơi lên kia lại làm chứng nữa mà. Cảm ơn rất bỏ tới đây nha. Nếu mà giết á thì cũng rất là khó, tại vì nếu mà giết là bạn cũng sẽ phải kiểu là gì đấy, tại vì những trường hợp như vậy á là nó đã OC rồi và bạn mà giết á thì bạn cũng phải đi đi chơi bình thường luôn, là vẫn phải đi tù. Thì những cái trường hợp này á thì mình nên quay clip lại và mình gửi lên cho mod chứ đừng có giết nha. Tức là tôi thì tôi muốn là nó sẽ mất đi cái số tiền mà nó kiếm được đêm nay, đồng chí hiểu ý tôi không? Hiểu, mình hiểu, mình cũng kia đấy. Nếu mà là vậy là mình kia, nhưng mà theo đúng luật á là mình sẽ không thể nào mình xử được như vậy. Thì cũng muốn của tiền của Thiên thì phải giải địa chứ, bây giờ nó ban hạt chẳng hạn, sáng ít nhất là phải vài ngày sau nó mới bị ban hạt đúng không? Đêm nay nó kiếm được tiền xong nó chuyển hạt chính và nó đi xả đúng không? Đó, anh em tôi cũng muốn đâm chết xong rồi làm kiểu sáng dậy thanh niên thấy bảo ăn quả bill mẹ 800.000 lên một mét tài khoản khóc đến chó thôi. Nếu mà làm như vậy á thì cái người công an đó là cái gì đấy? Ồ mà nãy ship có quay em nhặt, ship quay clip nhặt. Có, mình lúc nào là công an là lúc nào phải quay phim. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, chứ không được chắc. Nhưng mà FIB chở thanh niên kia đi đâu rồi, đang vui mà. Đi chơi em chở thì... Hà. Thôi thì thôi đi, hai bạn làm việc tới đi, mình sẽ kia mình cắt clip mình gửi luôn cho mod rồi những cái chuyện này á. Ok thì, ok. Thì Eden gửi luôn nha, tại vì hồi nãy cái lúc mà mình làm á thì nó sẽ không rõ bằng clip của hai bạn gửi trên cái... Đúng rồi, đúng rồi, clip của tụi tôi là gửi từ cái lúc đẩy nó ra tới đây mà. Đúng đẩy rồi, ra đây đâu, nó đâu cần mình dòng nữa. Cái clip của mình á là hồi nãy là trên xe nó rất là loạn luôn, thì rất là khó để cho mod có thể xem được cái tình huống đó. À, cảm ơn hai bạn nhé. Ok ok để ta mod ta thấy nhiều quay lại về tiếp đi nhá. Không biết thanh niên kia đi đâu rồi. Nhưng mà đi được xa đâu, đi dưới chuyện bấm ép xuống bây giờ. Đi dưới chuyện bấm ép xuống được. Ờ đi kiếm nó chơi. Cứ ngăn cản cho bạn đó không làm gì được nó là ok này. Ok ok đồng chí, thì các đồng chí làm việc đi nhá. Đi 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 em ơi, đi kiếm thằng kia đi. Đi kiếm kia chơi. Đó đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Không biết, đi. Cái địch của bé thanh niên FB này. Em nghĩ là xích nó luôn rồi nè, đúng rồi xích nó luôn rồi. Thôi xích nó luôn rồi, anh em mình chắc làm tiếp rồi nè. Nếu mà cô bấm thì chắc thì bấm xuống quanh đây thôi. Có thể là sao lại xích đi nhờ, để đang vui mà. Đâu rồi, chở mày đi đâu, chở mày đường cảnh sát. Sáng dậy là đứng bốc dầu vào trong đường. Wow. Ờ, đi đi để đi mấy bãi xem là thanh niên nào nữa. Mấy thanh niên này hay chui giúp mấy cái bãi kiểu kín kín lắm. Ê, ấy thì bãi đấy là bãi kín vậy. Không, bãi nó cũng chắc là bãi VIP thôi em. Bãi VIP ở trên kia thôi. Bãi VIP là bãi gì? Bãi VIP là bãi ngắn ấy, tức là làm xong rồi góc nhìn thứ nhất ấy, xong rồi tiến lui tiến lui như thanh niên rồi ấy. Bãi VIP ở bên trái là đấy, bãi VIP kia này. Ôi trời ơi, thêm hai thanh niên nữa. Chắc tôi, chắc tôi, chắc tôi. Mất tay luôn. Ôi rồi. Tool, ôi rồi. Tu lắm, tu lắm. Cái này mà không phải tu nữa. Bây giờ mình là chào hỏi xem nào. Ừ. Alo. Hai bạn ơi. Alo. Alo, cho mình hỏi tí đây. À, đây spam đây rồi. Rồi thì con mẹ à, chết. Chị Quy Ca cũng chơi lén hút cái giờ kia đây này. Đi xe cho em. Hút đi, hút đi. Sao tui một loạt này, tui thỏng rồi. Anh ra nha, anh tới nhà anh ra. Đi đâu?
mày mang cái xe đến cho cả thằng này nữa, thằng Big Boy này. Đứng cạnh nó để cho nó có mép vào, hiểu không? Ờ, đúng. Hay. Anh khô quá nhờ. Má, anh khô quá nhờ. Hay vậy anh, hay vậy, hay vậy. Đừng đừng, hôm qua em chia WK kia có nên quay đâu vậy? Quay hết cho em. Nó đâu phải người quen thì thân mình gì đâu. Chạy lại chưa? À, không. Đéo được. Không không không, vậy là giữ được em. Chạy đâu đó? Không không, từ từ. Từ từ mới có tới nút F. Đấy, bãi này cả bãi VIP này, hiểu không? Mấy ông chơi dơ quá. Ê, lùi này, lùi này. Ôi ơi, hành yên. Tính làm một cách nào nha. Bạn sao đêm thường đi làm? Mày nãy giờ không lên ép. À phải xuống xe, xuống xe, xuống xe. Mày phải lên xe, tao lên xe liền. À, à, em nghĩ là cái giới hạn bước đi từ tới đó là sao lại giờ nó vậy ra. Đấy. Thằng kêu. Cái giới hạn tới gốc làm sao lại giờ nó vậy đó. Dính bảy. Dính bảy. Còn thiên nhiên này nữa, còn thiên nhiên này nữa. Từ từ. Đừng sợ đi xa quá, cảnh sát tới. Ờ, đây, gần khu hành đang. Lúc phải đang cái khu vực, ngoài khu vực an toàn à. Là cảnh sát biết hả? Hai thiên nhiên này nữa. Từ từ. Dính bảy. Ôi trời, thanh niên vẫn tuôn ngồi đây à. Đâu rồi. Vậy á là người ta cũng không vi phạm tội gì trong y tế á, không đại là chưa có chế tài để xử lý những trường hợp này á. Đây thì tôi gọi đồng chí đến để cùng quay clip với cả thanh niên này với cả thanh niên ở dưới xe kia đang bị thanh niên kia chở đi kìa. Cả ba phải nghi vẫn là cùng một người luôn á. À, bây giờ mình sẽ hết video là bạn Ly Ruby và bạn hồi nãy là thân gì đó. Còn Michael ấy. Kiểm tra đường đi luôn rồi đi luôn. Dán sáng. Alo. Đây, ship này, đây hơi nó ép xe nè, nó ép xe nó chở nó ra kia. Còn một người nữa đâu em? Còn người đem chở lại vô cũ nó đang tuôn ngoài á. Bây giờ hiện tại cái ông này là đang di chuyển tới lui và đang bị phá nên không thể nào mà vô cái chỗ kia được, đúng không? Đúng rồi. Tại vì cái tôn nó sẽ giới hạn bước đi. Bây giờ là đưa nó lại đây á, là nó không đi như cũ rồi, mà nó không lại được cái chỗ đó rồi. Bởi vì lúc nào nó cũng cầm bình dầu trên tay á. Em lưu xe lại tí. Sao cái thanh niên này không spam cái nút F để lên xe nhỉ? Hay là bỏ qua nút F? Có thể là sợ nếu mà thằng này nó khôn á thì nó bỏ qua nút F, nó xài nút E với nút Y dài thôi. Nhưng mà cái nhiệm vụ nó vào nút F thì làm nào? Thì nó để hết thời gian bỏ thôi, để một lúc là nó tự hủy như thế qua nút khác. Ừ ha, đúng.
Bây giờ mà mời ship Bin chưa khởi đi qua xem thanh niên kia tuấn người kia đi không? Đưa đứng ngoài đây nè. Ở chỗ cũ á, chỗ cũ á, chỗ nãy á. Chỗ cũ nãy á. Đi nè, đi nè, đi nè. Đi nè. Anh ơi. Đánh xe, đánh xe, đánh xe. Đánh xe. Em nghĩ là một hơi cho lòng Luffy này chết cha mình nè nè. Tốn tiền với mình. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Nó sừng hoàng rồi. Nè 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 nè. Để coi, để coi, để coi đi. Thấy không, hồi nãy ở trong kia thì nó cầm cái hộp và dầu, còn ra khu ngoài vực ăn tàn ở đâu cầm dầu được. Địt mẹ rồi bấm F rồi. Anh lấy xe chỗ khác đi rồi quay với dễ. Chết mẹ luôn rồi. Bước sư ba ve gọi bác sĩ này. Rồi. Khó quá. Câu yêu ở vui quá được chị đang làm là gặp được thanh niên này vui thôi. Thôi cứ gửi hết tất cả cho mọi người. Mới chụp ba mẹ đó. Là mới bấm nút E đó. Chứ anh nghĩ rồi. Nếu mà em mình chết thì bấm nút E liên tục phải không? Đúng rồi. Còn này tới chu kỳ của nó bấm. Mà nó bấm một cái à, chắc hai có sĩ dặn rồi. Hồi nãy này nãy cũng tưởng là nó on game thiệt. Mà ai ngờ một đéo ý một hơi mới thấy. Vika video này lâu rồi này. À, tại sao tự nhiên đợt này nhiều tun thế nhở? Có lại sửa ba mẹ nữa. Crew này crew lâu rồi nhưng mà ý là mới tuyển thêm thành viên này ấy đồng chí. Tôi nghĩ rằng là cả ba ạc đều là cùng một người luôn á. Rồi, hiểu rồi. Có thể là một người này là chủ quán lúc đầu. Quán nét hoặc là cái gì đó hoặc là đến chơi nhưng mà thuê hẳn ba máy ấy. Một đêm mà cày ba ạc, bốn ạc có mét dưới 2 mét ngon lành không? Thôi thì mình cứ gửi từ kia lên cho mất. Chắc chắn là mấy anh em đã đi rồi. Để em quay thẳng đây chứ quay thẳng kia. Gửi đi nha, tại vì clip của mình á mình đấy, không có kiểu quay được này, rõ cái tình huống là người ta chạy lên chạy xuống xong người ta kia ấy. Nên mình rất là khó đi gửi. Tôi quay chắc nãy là phải 30 phút đến 40 phút rồi. Để đủ hết thông tin mà, quay full clip luôn. Thôi mình xin phép đi gặp việc nha. Ok đồng chí đi nha. Nếu như mà có việc gì thì cứ quay lại hết rồi gửi tiếp về lên cho nha. Tại vì có mẹ thanh niên, thêm một thanh niên cái này. Thôi tê này á. Cái bố này tôn như vậy thì đảo hết tài nguyên của server. Cái mà làm giàu là không có quyền người ta vào tội gì được hết á. Ok đồng chí. Ok đồng chí. Bye bạn nhé. Đang đâu em? Đây. Bây giờ mình giết lồn em anh. Bảy cũ. Đây đó, xíu rồi nè. Đang quay mà. Anh ơi, anh gửi tin nhắn riêng cho anh An đi. An có tên, nó sợ giờ này ngủ rồi, 4 giờ rồi còn gửi chứ. Còn thanh niên kia sao? Thanh niên đi giờ sau 3 trắng kia sao? Thanh niên giờ sau 3 cắn kia của tôi. Nó làm việc trong chính này. Đúng rồi. Nó con nhảy mà. Đấy, nó đi kiểu đó là biết rồi. Bác sĩ tới rồi. Ăn rất chuẩn luôn nhỉ. Thằng này nó bỏ nút F này nó khôn anh ơi, nó khôn. Nếu mà dập những cái thằng khác không nghi ngờ như mình đó thì được. Okay, bố mình đợi xe, okay, bố đợi xe cho nó đeo lên. Coi thằng này có lỡ có đủ xe không? Này có lên xe không ta? Nhưng mà nó không lên xe mà nó để lâu hay cả lâu á. Là anh biết là nó bỏ nút F rồi, khôn. Khôn mà thằng này bỏ nút F. Tại vì bỏ nút F rất là có lợi cho nó. Tại vì mỗi khi mà xe chạy tới anh, xe chạy tới nó bấm nút F lên xe á thì nó mất cái điểm. Nhầm khi nó đi không đúng điểm thì không có tiền. Rồi anh đợi em chút. Thank you.
chụp hình đi. Thôi bây giờ lôi mình cũng rút tiền lại cho server đi em ơi. FIB kìa, FIB tới rồi. Xe kìa, xe FIB. Bác sĩ cứu chưa? Cứu rồi. Kìa, còn thanh niên đó nữa kìa. Bên xe mình ngồi dưới thật đấy. Này thăm mà. Ơi cái thằng phụ phụ đứa cò kia ra anh ơi. À thằng kia nó thoát mẹ về mà. Ơi gặp thêm một thanh niên tôi nữa này. Hai thanh niên luôn. Thấy như Michael Jackson đi, anh đi như một Michael Jackson. Phải lịn. Lại chở đi. Ui, đừng kéo em đi lên nữa, chở đi mất rồi, có mua mấy thằng để chiêu. Để con mẹ ra chết luôn rồi. Để ra rồi đúng không? Ơ kìa, sao các anh chở người ta đi đây? Để cho em chiêu á. Chiêu như tới đây á. Bây giờ mấy đồng chí nhắm mắt bỏ qua đi để tôi mang tiền lại cho server cái này. Đúng rồi. Mắt bỏ qua làm sao? Tức là tôi khi nó để cho nó tốn tiền bill bác sĩ. Không, trêu này cũng tốn mà, nó tự nhảy xuống xe ngã cũng tốn mà. Ôi giời ơi, này giờ các chiếc cũng chiêu á. Đúng rồi. Cái địch của mẹ, quen lộn nó cũng chiêu. Mình còn thằng kia được. Địt cân mẹ thằng lồn đấy. Mày ăn tiền bill của bố mày còn ạ. Kê. Chắc hơi các bác sĩ tới cứu. Bác sĩ đến này hoạt động tích cực. Thằng này để mẹ lên mặt gì kiểu nó sẽ spam e, hiểu không? Đó. À vậy là mấy thanh niên kia chiêu thằng Michael mà thằng Michael nó off game. À. Cậu mẹ. Đây. Thế là quay lại đây coi có còn nào nữa đi chiêu không? Còn. Vậy. Tổ hại thật. Không spam e. Để tí. An ngôn thức này để gọi ra đây. Em tag An vô cái tiết kiệm của em. Ừ được, nó sẽ bỏ mẹ ở đây. An vẫn còn sống mà, bác sĩ chỉ cần cứu thằng này thêm một cái là đi luôn. Thế tí em đẩy nó xuống đây tí nha, xuống bãi dầu này nha. Không, để nó ở đây luôn được. Đúng rồi, để đây, tại vì khu này khu đang khu an toàn. Anh bấm đấm à. Nó sẽ tự nhiên trời tối uống này. À, anh bị gì không? Không, anh để chế độ tự động ấy cho đỡ hoảng á. Đem nhận cái nhiệm vụ kia ra. Phải liền anh đi. Má anh hơi để mấy thằng FIB kia đàng hoàng thế. Ơ sao thanh niên kia được bác sĩ cứu nhanh thế mà thanh niên này bác sĩ không thể đi vú còi nhở? Em bị mẹ chi thanh chi người ta chạy về tới độ không chịu bác sĩ ợp mẹ. 10 cái là 80.000. 100 cái chết là 800.000. Rồi. Ê, mình đi hỏi bác sĩ. Tao cũng mang việc làm cho bác sĩ. Từ. Bác sĩ ơi. Bây giờ anh muốn công ăn việc làm không? Bây
Tại vì cái người này, nó tự động di chuyển hồi nãy giờ. Nãy giờ anh lên anh thấy anh không biết rồi mà. Tụi em giết nó nãy giờ đến khi nó cứ bắn sờ bấm e liên tục là nó anh cứ lên cứu. Chứ biết sao nó làm gì là nó làm sử dụng tool nó kiếm được ngàn mấy trăm ngàn đấy không? Đấy. Quay lại chứ. Tôi quay lại. Tụi phải sử dụng tool mà sử dụng gì tự động di chuyển ấy. Cứ tông nó chết lần hai nó lại bấm e. Tại vì làm cực kỳ lắm. Chứ không ba đúng mà. Đúng F, E này thế. Đúng Y dài đấy. Nó dậy. Nó chạy rồi. Có 3 thằng gơ, Lên. Lên đây rồi. Nó dậy à? Nó dậy rồi. Đây thì chỗ có cảnh sát quay nào, có mấy ông hay sao? Đúng rồi, nãy gọi cảnh sát lại cho quay mà. Nhưng mà bây giờ nó dậy rồi. Bảo sao nãy tôi cứu một ông mẹ cứ lên xe để xuống, lên để xuống. Đấy. Tại vì nó bấm nút F rồi, anh biết làm dỗ có ba lùm lắm này có ba nút rồi không? Đấy để xuống. Mà lên xong tôi đang đi, tự đang đi nhảy xuống, cứu xong lại lên. Là không nói tiếng nào đấy. Thanh niên này khôn hơn. Thanh niên này khôn hơn ở chỗ là không bấm nút F. Không có F. Giờ thức dậy rồi chạy đi đâu cho thoát. Clip từ nãy giờ 30 phút rồi. Chạy đâu cho phải nắng. Thôi, cắt clip để gửi cho anh có tên xem. Ôi, hình niên này vui.